Xin được kính chào quý anh chị em thân mến, thưa quý anh chị em. Ngày hôm nay xin gửi tới quý anh chị em dị chuyện mới. Dị chuyện này kể về gia đình nhỏ của Phong và Loan cùng em bé gái tên là Nhi. Những tưởng gia đình nhỏ này sẽ êm ấm và hạnh phúc thì biến cố đã xảy ra cùng với những cung bậc cảm xúc khá hay. Hứa hẹn sẽ đem tới quý anh chị em những trải nghiệm cùng với những giây phút thư giãn. Xin trân trọng cảm ơn. Loan và Phong về chung tính đến nay đã được 5 năm rồi. Sau ngày cưới gần 1 năm thì Loan sinh hạ được một bé gái, cả hai cùng đặt tên là Nhi. Cả gia đình họ sống rất hạnh phúc, thậm chí trong 5 năm về ở cùng, số lần cả hai cãi vã chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Ngày trước, Loan làm việc trong một công ty chuyên về may mặc, nhưng từ khi sinh bé Nhi ra, cô nghỉ hẳn công việc ở công ty mà chuyên tâm cho việc nội trợ chăm sóc con cái. Kể từ ngày đó, một mình Phong ngày ngày đi làm kiếm tiền phục vụ kinh tế cho gia đình ấy thế mà phong chưa hề than vãn một nửa lời mà ngược lại anh còn rất vui và tỏ ra là có trách nhiệm cho gia đình mình đó là việc mà anh cần phải làm cho tới vào một buổi tối khi loan đang cùng bé nhi nấu nướng chờ phong về thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại đã vang lên loan bỏ giờ việc đang làm chạy tới cầm điện thoại lên nét mặt của cô bỗng dạng ngời nhấc máy anh về tới đâu rồi thì ra đó chính là Phong gọi. Nhưng khi nhận được câu trả lời của Phong, khuôn mặt của cô bỗng xấu đi, cô buồn bã đáp: "Vâng, em biết rồi, không sao mà. Anh đừng có lo cho em, anh cứ lo công việc trước đi." Dứt lời, đầu dây bên kia liền cúp máy, Loan buồn rười rượi quay lại chỗ con gái, bỗng bé Nhi hỏi: "Bố đã về chưa hả mẹ?" Loan cười nhẹ nhàng, cô xoa đầu con gái rồi nói: "Con gái ngoan, bố có việc gấp." nên sẽ không thể về ngay bây giờ được con đừng giận bố nhé bé nhi nặng trĩu khuôn mặt gật đầu rồi đáp lại sau đó cả hai mẹ con tiếp tục làm chiếc bánh kem giang dở hôm nay chính là ngày sinh nhật của loan nhưng vì không muốn làm phong thêm suy nghĩ nên cô đã không nói gì tự ý làm bánh kem rồi chờ phong trở về cả nhà cùng ăn uống vui vẻ thế nhưng có lẽ mong muốn nhỏ nhoi đó của cô sẽ không còn được trọn vẹn bởi Phong vừa gọi điện báo công ty có việc đột xuất cần phải giải quyết ngay. Đột nhiên bên ngoài có người gõ cửa, Loan bất giác nhìn con gái. Thường ngày thì vào tầm giờ này, nhà cô rất ít người đến chơi. Bởi vậy cô nhau mắt suy nghĩ một chút rồi chạy ra mở cánh cửa. Cánh cửa vừa được mở ra, Loan bỗng tròn xe mắt. Cô đưa hai tay lên che giấu cảm xúc của mình, ngạc nhiên tới nỗi thốt lên không lời. Thì ra, Người đứng ngoài cửa chính là Phong Phong vì muốn tạo bất ngờ cho Loan Nên đã lừa cô Thấy vợ mình đứng hình mãi mà không nói gì Phong liền nói Ơ kìa em sao vậy Không nhớ hôm nay là ngày gì hay sao Loan gật đầu cô đáp Em nhớ Em còn tưởng anh quên cơ Ai ngờ Mà không phải là anh nói bận họp hay sao Không lẽ Phong cười vẻ đầy khoái chí Anh nói à, anh đùa đấy như thế này thì mới bất ngờ chứ thế không định để anh vào nhà hay sao bé nhi đâu rồi ơi nhỉ em mừng quá nên đã quên mất đấy đoạn cô phụ phong xách mấy món đồ ở trên tay rồi cả hai cùng vào nhà vừa thấy anh nhi đã reo lên a à, bố về rồi thế mà con cứ tưởng bố không nhớ sinh nhật của mẹ nữa phong vội đặt mọi thứ sang một bên anh chạy tới ôm chầm lấy đứa con gái vỗ yêu mấy cái rồi nói Trời đất Bố làm sao có thể quên được chứ Đến bé Nhi còn nhớ sinh nhật của mẹ cơ mà Đột nhiên Bé Nhi đẩy Phong ra Mặt thì nhăn nhúm Người bố toàn mùi thuốc lá thôi Còn không chơi với bố nữa đâu Phong và Loan nghe xong thì cười ổ lên Rồi Loan tiến tới chúc của Phong Cô nói Thôi nước em đã chuẩn bị sẵn rồi Anh vào tắm rửa trước đi Bên ngoài này cứ để em lo cho Phong gật đầu Thơm lên má cô một cái rồi đi thẳng vào bên trong Thoáng sau, anh bước ra thì thấy căn nhà lung linh hơn hẳn. Phía trước anh bây giờ là một căn phòng những nến là nến. Còn hai mẹ con Loan thì đang ngồi ở ghế đợi anh. Thấy anh, bé Nhi gọi. Bố tới đây đi, con không đợi được nữa rồi. Phong nghe con gái gọi, anh khẩn trương hơn. Bước tới chỗ của Loan rồi ngồi kế bên cô. Lúc này anh rút từ trong túi ra một cái hộp rồi nói. Vợ ơi, em nhắm mắt lại đi xem nào loan theo lời thì liền nhắm mắt lại giây phút đó long mở chiếc hộp ra rồi từ từ đeo vào cổ loan một chiếc vòng anh nói hôm nay là sinh nhật của vợ anh chẳng biết làm gì cho em cả nên đã quyết định tặng em thứ này mong rằng mỗi khi em gặp khó khăn em sẽ coi đó là anh để mà cố gắng hơn nhé loan nghe vậy cô không kìm nén được sự xúc động vội ôm chầm lấy phong lẫn con gái em Cuộc đời này em, em chỉ cần chúng ta luôn luôn vui vẻ. Như thế là em đã mãn nguyện rồi. Còn những thứ khác có hay không đối với em cũng chẳng quan trọng. Cuộc sống vợ chồng của Loan và Phong từ ngày hôm đó càng trở nên đầm ấm, hạnh phúc hơn. Cứ ngỡ họ sẽ có một cuộc sống như vậy cho đến đầu bạc răng long, nhưng không thể ngờ cho tới một ngày. Hôm đó, Phong đang trên đường đi làm về, anh bắt gặp một cô gái đang đứng vẫy tay muốn phong dừng xe lại phong thấy vậy đắn đo một chút rồi tấp xe vào lề đường rồi từ phía sau một cô gái bước tới kịp lúc phong mở cửa ra trước mắt của anh bây giờ là một cô gái rất xinh đẹp mặc váy cũn cỡn nhìn rất nóng bỏng nhìn cô ta toát lên một vẻ gì đó rất kiêu sa và quý phái từ giây phút đó phong dường như đã bị đứng hình chỉ đến lúc cô gái đó cất giọng phong mới thôi nhìn cô gái với ánh mắt hiếu kỳ Chào anh, xe của em đang gặp một chút vấn đề, anh có thể giúp em sửa nó được không ạ? À? Phong đảo mắt nhìn quanh, nhìn về phía chiếc xe của cô gái đó rồi lung túng đáp Ờ, à, 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 được, à, được chứ, để anh tới xem xem nào Nói đoạn, Phong cất bước đi theo cô gái Đi tới chiếc xe màu đỏ tấp ở cách đó chừng 10 mét Lúc này cô gái lại nói Em đang đi, bỗng ở đầu máy có rất nhiều tiếng lạ sau đó thì tắt hẳn luôn Không biết là nó bị hỏng gì nữa phong gật đầu anh tiếp lời theo được rồi để anh xem xem nào sau một lúc mày mò vật lộn với chiếc xe cuối cùng thì nó cũng đã nổ máy phong thở phào một cách nhẹ nhõm anh nói Ơi, ok được rồi đó em cô gái kia cúi đầu em cảm ơn anh nhiều lắm nếu không chắc có anh thì em cũng không biết phải làm như thế nào nữa phong bật cười sờ gáy ơi không có gì đâu em chuyện nhỏ ấy mà Đoạn cô gái nghiêng đầu vào trong xe Lục lọi một thứ gì đó Thoáng sau cô quay lại Đưa cho Phong một cái cạc rồi nói Em tên là Ngân Còn đây là số điện thoại của em Anh không phiền thì nháy máy qua cho em Hôm sau rảnh em mời anh đi cà phê Coi như là một lời cảm ơn anh nhé Phong cảm thấy ái ngại Vừa cầm lấy và bối rối đáp Ờ chuyện chuyện này anh anh nên làm mà Em cứ nghĩ ngợi nhiều làm gì cho mệt Cô gái tên Ngân Mỉm một nụ cười rồi nhẹ nhàng đáp Ờ, thế nhá, giờ em phải tranh thủ đi có chút việc, hẹn gặp lại anh sau. Dứt lời, Ngân quay vào trong xe, rồi lái thẳng đi. Còn Phong thì trong cái khoảnh khắc ấy, anh chỉ biết trột dạ, cười nhẹ một cái, rồi lái xe về luôn. Chừng hai ngày hôm sau, khi Phong đang trên đường đi làm về, bỗng thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh nhìn sang chiếc điện thoại không ngừng reo, thì thấy đó là một số lạ, nhưng vẫn vội bốc máy. Rồi Phong ngớ người khi phát hiện đầu dây bên kia, là nữ Một giọng nói anh đã từng nghe qua Nhưng không tài nào có thể nhớ ra là ai Giọng nói đó một lần nữa Đã lại cất lên khiến cho Phong bừng tỉnh Alo Anh có còn nhớ em không Cái người mà mấy hôm trước Anh đã sửa xe giúp ấy Phong câu mày suy nghĩ một lúc rồi đáp Ờ ờ ờ rồi anh nhớ rồi Mà em gọi anh có chuyện gì không vậy Đầu dây bên kia nói tiếp Tất nhiên là có việc thì em mới gọi chứ Nếu anh rảnh thì ngay bây giờ em có thể mời anh một cốc cà phê được không phong ngập ngừng ờ à, nhưng mà chưa kịp nói gì thì ngân đã lại nói tiếp nhưng nhị gì nữa em đang ngồi ở quán đây này thôi em cúp máy đây địa chỉ em sẽ nhắn tin cho anh nhé em đợi anh đấy ờ à, nhưng... ngân cúp máy sự vội vàng đó khiến cho phong cảm thấy đã bị lôi cuốn nhìn địa chỉ mà ngân gửi cũng gần nên phong đã không còn do dự gì nữa liền lái xe tới đó tới nơi thì đúng là ngân đã đợi sẵn ở đó rồi nhìn cốc cà phê cũng đã vơi đi mấy phần phong ái ngại nói ơi chào em chắc em cũng đã đợi anh lâu lắm rồi nhỉ ngân khẽ mỉm cười một nụ cười sắc sảo khiến cho phong đã bị bối rối ngay lập tức càng nhìn ngân phong càng không thể rời mắt bởi những đường cong trên cơ thể của cô thêm phần hôm nay ngân ăn mặc có vẻ táo bạo điều mà mọi thằng đàn ông như phong đều cảm thấy rất thôi thúc Thế nhưng hôm đó, hai người cũng chỉ dừng lại ở mức xã giao, nói chuyện bình thường và sau đó quay trở về. Với Ngân, buổi gặp hôm đó đơn thuần chỉ là muốn cảm ơn Phong. Nhưng còn Phong, anh ta bắt đầu cảm thấy có hứng thú đối với Ngân. Có lẽ đã từ lâu rồi, Phong không có còn qua lại với người phụ nữ nào ngoài Loan. Nên bây giờ, việc gặp Ngân, một cô gái trẻ đẹp, đã khiến cho Phong sao xuyến ở trong lòng. Có những lúc, Phong đang làm việc, đột nhiên chỉ cười nhỏ và nghĩ vì những khoảnh khắc đẹp đã gặp ngân rồi mấy hôm trôi qua phong không có còn nhẫn nại được nữa lần này là chính anh ta đã chủ động liên lạc với ngân ngân cũng không ngại nên một lần nữa cả hai quyết định gặp nhau lần này phong đã mời ngân đi ăn tại một nhà hàng rất sang trọng trong thành phố nhìn phong có vẻ chuẩn bị rất kỹ từ đầu tóc cho đến cách ăn mặc khác hẳn kiểu cách của những người đã có gia đình Phong cũng rất chi là dẻo miệng Nên chẳng mấy chốc cũng đã rõ về Ngân Điều mà Phong thích nhất từ Ngân Đó chính là Ngân đẹp Không những thế Ngân lại chưa có người yêu Dần dần với cách hành xử ga lăng và lịch sự Phong đã chiếm được cảm tình của Ngân Đến lần thứ ba Phong cũng đã thành công trong việc dẫn Ngân vào nhà nghỉ Giết ngựa quen đường cũ Cả hai người bắt đầu gặp nhau nhiều hơn và bắt đầu nảy sinh tình cảm khi đã thỏa mãn cơn dục vọng một lần khi cả hai đang ở cùng nhau thì vợ của phong gọi phong hoảng hốt chạy ra bên ngoài nghe và không biết ngân cũng tò mò đi theo nghe lén phong nói chuyện từ đây ngân mới biết phong đã có gia đình nhưng đã lừa cô ban đầu cô sốc lắm nhưng sự tức giận của cô càng lớn hơn cô đã đánh vào mặt của phong rồi nói anh là thằng khốn nạn sao anh lại có thể che giấu em chuyện anh đã có vợ anh tính chơi rồi bỏ hay sao trong lúc bối rối phong mới nhận ra có lẽ vì Ngân Anh đã hết yêu Loan rồi Bây giờ đây Anh còn sợ Ngân buồn hơn là sợ Loan phát hiện Anh ta vội ôm lấy Ngân rồi nói Anh, anh không lừa dối em Anh đã hết yêu cô ta rồi Bây giờ bọn anh chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi Em đợi anh thêm một thời gian nữa Sau khi giải quyết ổn thỏa Anh sẽ đón em về Ngân cắn môi Lừa mắt nhìn Phong một lúc rồi đáp Là anh nói đi nhá Nếu không làm được Thì đừng có trách em Phong gật đầu lia lịa rồi sau đó vội mặc quần áo rời khỏi khách sạn, quay về nhà. Vừa về đến nhà, Phong tìm đến Loan mà quát. Sao em lại vô lý thế nhỉ? Đang họp hành với sếp, mới cứ gọi hoài như vậy. Em có biết là đồng nghiệp của anh, họ nghĩ cái gì hay không? Loan cúi đầu, bản thân của cô không hề rõ Phong đang lén lút làm gì. Nên khi nghe Phong nói như vậy, cô chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Kể từ hôm đó, phong bắt đầu thể hiện cái sự chán trường của mình đối với loan còn loan cô chỉ có thể nghĩ rằng có lẽ từ cái hôm cô gái điện thoại mắng mỏ thì phong mới trở nên như vậy thế nên cô luôn cảm giác tội lỗi và không còn quản lý phong như trước nữa nhưng cô đâu có thể biết rằng càng như vậy phong càng vụng trộm đối với ngân nhiều hơn đến nỗi một tuần anh nói dối họp công ty tới bốn lần lận một hôm khi loan đang dọn cơm trong lúc phong đang tắm thì chuông điện thoại của anh ta đã vang lên loan nghe thấy định bốc máy thay nhưng khi nghĩ lại thì cô đã không làm gì mà để điện thoại tự tắt sau cuộc gọi đó là hàng loạt tiếng chuông tin nhắn báo đến khiến loan cảm thấy rất tò mò cô thầm nghĩ hẳn là có chuyện gì quan trọng nên họ mới nhắn như vậy cuối cùng cô đã quyết định mở ra xem là để rồi còn nói lại với phong ai ngờ màn hình điện thoại đã sáng lên loan liền tròn mắt đứng sững sờ như một pho tượng. Lúc này, Phong cũng từ nhà tắm đi ra, anh ta nhìn thấy trên tay của Loan là điện thoại của mình. Rồi thấy thái độ của Loan, Phong càng hoảng sợ hơn. Anh ta lao tới, giật lấy chiếc điện thoại rồi lớn giọng. Ơ kìa, em làm cái gì vậy? Sao lại lấy điện thoại của anh? Loan không nói nên lời. Cô nhìn Phong với một vẻ mặt ngán ngầm một lúc rồi đáp. Anh hỏi gì kỳ lạ vậy? Em là vợ của anh tại sao lại không được lấy điện thoại của anh chứ đáng ra người phải hỏi là em em ngân ư em đợi anh ư ngân ngân là con nào vậy tại sao tại sao lại đợi anh ở chỗ cũ phòng bối rối anh ta ậm ừ đáp ờ, thì, 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 thì là thì là đồng nghiệp của chỗ đó. anh làm mà thôi có gì mà em cứ phải làm quá lên như vậy chứ loan mếu máo giờ khóc rửa cười rồi đáp ngay em làm quá ư thử hỏi có đồng nghiệp nào mà lại đợi nhau ở chỗ cũ hay không? Đợi nhau để làm gì chứ? Vừa lúc này, bé Nhi cũng từ phòng đi ra, bắt gặp bố mẹ đang cãi nhau. Cô bé tỏ ra sợ hãi, mắt đỏ hoe, đứng im bất động mà nhìn. Phong thấy vậy, liền nói qua chuyện khác để dỗ dành con gái của anh ta. Từ hôm đó, mối quan hệ của Loan và Phong đã dạn nứt thêm mấy phần. Có lẽ Loan cũng đã ngộ ra được một số chuyện, nhưng vì bé Nhi nên cô đã nhẫn nhịn và mong rằng điều đó có thể giữ được Phong. Câu chuyện của hai người đi tới đỉnh điểm của sự tan rã là vào một buổi tối. Lúc đó, cả hai đang ngủ thì tiếng chuông điện thoại của Phong vang lên. Cả hai thức giấc, bất thình lình loan vớ lấy chiếc điện thoại, vội bốc máy, đầu dây bên kia, giọng của một người phụ nữ đã cất lên. Em nhớ anh quá, sao mấy hôm rồi không thấy anh nhắn tin cho em vậy? Phong vội cướp lại điện thoại, nhưng đã quá muộn chỉ chứng ấy thôi là Loan đã thấu hiểu được con người của Phong. Cô đã từng nghi ngờ nhưng bây giờ không còn phải nghi ngờ gì nữa. Cô hét lên. "Bây giờ anh còn gì để cãi nữa hay không? Thứ đàn ông các anh chỉ toàn là rác rưởi." Bỗng Phong giang tay tát Loan một cú thật mạnh, có lẽ đó là sự tức giận khi nhìn thấy Loan lấy chiếc điện thoại để rồi phát ra mọi thứ. Rồi sau cú tát đó, Phong bỏ đi ra ngoài ban công hút thuốc. Loan vì vậy mà càng bực tức hơn. Bởi ở hoàn cảnh đó, dù gì thì cô cũng chỉ muốn nghe lời giải thích từ Phong. Nhưng Phong thì lại tỏ rất thờ ơ đến như vậy. Chứng tỏ anh ta đã không còn gì để nói. Loan đứng dậy, chạy ra ban công tìm Phong. Tại đây cả hai đã xảy ra cãi vã và đỉnh điểm là đắt xô sát nhau. Kết quả là chỉ một phút nóng giận, Phong đã đẩy ngã Loan, rơi từ ban công, từ tầng 3 xuống đường. Và cô đã chết ngay tại chỗ. hắn ta hoảng hốt chạy xuống. thật may mắn cho hắn, lúc đó trời đã về khuya, nên chẳng có còn ai đi lại, chẳng bị phát hiện, nên hắn đã cuống cuồng đem xác của Loan bỏ vào trong ô tô, nhân lúc trời đêm mang xác vào rừng để mà phi tang, giấu xác. sau khi đã chôn cái xác của Loan tận sâu ở trong khu rừng, hắn mới dám quay lại trở về nhà. về phần bé Nhi vì còn quá nhỏ để hiểu được sự việc nên cô bé cũng chẳng rõ mẹ mình đã đi đâu ở đâu và đang làm gì cô bé chỉ biết nghe lời của phong rồi ngày đêm trông ngóng mẹ trở về mà thôi với việc thủ tiêu loan một cách chót lọt phong hầu như không cảm thấy áy náy mà còn tỏ ra rất bình thường nhằm để không cho ai biết mọi việc loan đã qua đời hắn không lập bài vị cho cô Lúc có người hỏi thì hắn chỉ bảo rằng Loan cặp bồ và cuốm tiền của hắn bỏ trốn đi biệt tăm. Vì thấy ngày thường vợ chồng hắn kín như bưng nên chả ai rõ chỉ đánh tin vào những điều mà hắn ta nói. Cách không lâu sau đó hắn chính thức dẫn Ngân về căn nhà ngủ cùng cái nơi mà hắn và Loan đã từng có thời mặn nồng bên nhau. Sự đều cáng không chỉ có dừng lại ở đó Phong còn bắt bé Nhi gọi Ngân bằng mẹ thay thế loan kể từ giờ phút đó bé nhi mặc dù còn nhỏ nhưng con bé luôn luôn tỏ ra bất cần vì dường như nó không có cảm tình đối với ngân cũng chính vì thế nên ngân không ưa gì bé nhi trước mặt của phong thì cô ta luôn đối xử tốt nhưng hễ phong đi vắng là bé nhi lại bị cô ta hành hạ trong một lần khi ngân đang đứng ở bếp nấu nướng thì cô nghe rất nhiều tiếng động kỳ lạ ban đầu thì cô nghĩ phong về nên đã vội vã chạy ra mở cửa. Nhưng lúc mở cửa thì chẳng có thấy ai cả. Sau đó, cô chẳng nghĩ ngợi gì mà quay vào bên trong. Lúc đi ngang qua gian phòng khách, cô nhìn thấy có thứ gì đó đang nhấp nhô sau cái rèm chỗ ban công. Ngân cảm thấy đây là một sự tò mò, nheo mắt nhún vai để nhìn. Trong đầu của cô dần dần hiện lên cái bóng đen mờ ảo, khiến cho cô giật mình lùi lại. Cô lẩm bẩm, quái lạ, anh Phong đã về đâu nhỉ? Rồi cô cất giọng, anh phong anh về sao không vào đi sao không nói gì hết vậy sau câu hỏi của cô cái bóng đen kia vẫn cứ đứng im vẻ như đang thách thức sự kiên nhẫn của cô ngân quyết định bước tới xem đó là thứ gì trong cái khoảnh khắc này tim của cô đã đập lên thình thịch vì sự run sợ cô sợ rằng đó là một tên trộm hoặc một tên biến thái nào đó đột nhiên ở phía cửa chính bỗng một tiếng cạch nhẹ vang lên thu hút cái ánh mắt của cô hướng về đó. Ngân ơi, mở cửa cho anh vào nào. Bất giác Ngân chạy ra mở cửa cho Phong. Lúc quay lại thì giờ đây cô đã nhận ra rằng cái bóng đen kia đã biến mất từ lúc nào. Ban đầu cô nghĩ cái bóng đen đó ảnh hưởng từ góc nhìn nên cô đã đứng rất nhiều nơi trong phòng rồi nhìn. Thế nhưng hiện tại thì chẳng có cái bóng đen nào ở đó nữa cả. Ngân tỏ ra nghĩ ngợi, đánh đo một lúc cô nhìn phong rồi nói anh à ban nãy hình như có một người đứng ở ban công nhà mình em đang định xem là ai thì đúng lúc đó anh về đấy lúc vào thì không có thấy người đó đâu nữa anh có nghĩ đó là ảo giác hay không phong cười anh búng tay vào chán ngân rồi nói um, chắc là em nhìn nhầm mà thôi vì ban công nhà mình ở tầng 3 ai mà leo lên đây cho được chứ <laughs> đúng là ngốc của anh ngân gật đầu tỏ vẻ hiểu nhưng ánh mắt, nét mặt của cô đã lộ rõ ra rằng cô không nghĩ như vậy. Nhưng rồi cô đã gạt đi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đó, quay vào bếp và tiếp tục công việc nấu nướng của mình. Lúc lâu sau cô quay vào, cô vô tình phát hiện rất nhiều dấu chân lấm bùn in hằn trên sàn nhà. Thoáng nghĩ là do Phong, cô đã hét lớn. "Anh Phong, anh đi đâu về mà chân bùn lầy như vậy hả anh? Trời ơi, làm bẩn hết sàn nhà rồi này." Phong ngay ngân hét lên như vậy Từ phòng của bé Nhi chạy ra Hắn vội nhìn thấy dấu bùn trên sàn nhà rồi gãi đầu đáp Ơ à, cái này không phải anh làm Ừ em làm thì có ấy chứ Nãy giờ anh đã xuống bếp đâu Ngân gào lên Em đâu có rảnh để làm bẩn rồi phải dọn chứ Anh này Mà nãy em mở cửa phòng có thấy đâu Chỉ từ lúc anh về mới thấy thôi đấy Đây này dấu bùn còn mới lắm mà Phong nghĩ ngợi Đoạn hắn chỉ về hướng cửa rồi nói Nhưng nếu là anh làm thì ngoài này cũng phải bẩn chứ Đằng này chỉ có quanh quẩn ở bếp thôi Làm sao có thể là anh được Ôi dồi dồi, thôi, thôi 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 Có chút chuyện đấy, cứ bỏ qua đi Rồi nấu cơm cho bố con anh ăn đi nào Đói quá rồi Ngân bắt đầu tỏ ra có phần hoang mang Bởi từ cái ngày chuyển về sống trong căn nhà này Cô chưa bao giờ chứng kiến những cái chuyện kỳ quái đến như vậy Đêm hôm đó Ngân lại một lần nữa chứng kiến những cái chuyện kinh hoàng Cô bị lạc vào một khu rừng rậm và dường như tuyệt vọng không có tìm thấy lối ra. Đang hoảng loạn loanh quanh ở khu rừng thì cô nhìn thấy ở đằng xa có một cô gái khác đang đứng quay lưng về phía kia. Cô mừng rỡ chạy tới để cầu cứu nhưng chẳng được mấy bước thì cô đã ngã ra vì sợ. Trước mắt của cô lúc này không phải là một người mà là một con quỷ. Xung quanh toát ra sát khí đằng đằng Hai mắt thì đỏ lừ dì ra những giọt máu Ở miệng lộ ra hai cái răng nanh dài quá độ cùng cái lưỡi thòng lòng ngang thân như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Con quỷ đó nhìn cô, cười những cái chàng cười đến gai người, nhức óc. Nó từ từ tiến lại Ngân. Cô ta đứng dậy chạy bán sống bán chết, nhưng không may đã hụt chân ngã. Ngân vừa đau đớn, vừa sợ hãi, kêu lên trong cái sự tuyệt vọng. <laughs> Tiếng hét vang lên, cả Ngân lẫn Phong đều tỉnh giấc đôi gian phu dâm phụ ôm chặt lấy nhau ngân khóc lên vì sợ phong đã lấy lại bình tĩnh rồi hỏi kìa em 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 vừa nằm mơ hay sao vậy nhìn khuôn mặt tái mét của ngân cô run lên cầm cập giọng nói thì ú ớ em sợ lắm cô cô ta định giết em phong nghe xong thì trong lòng chưa nguôi ngoai sự sợ hãi lại quay ra hoang mang bởi giấc mơ vừa nãy mà hắn mơ thấy cũng là một cô gái điều đáng sợ hơn là cô gái đó lại chính là loan vợ cũ mà hắn đã giết cách đây không lâu hắn mơ màng suy nghĩ như đã ngộ ra được điều gì đó bởi hắn biết ngân chưa gặp loan bao giờ nhưng bây giờ ngân lại mơ thấy loan vậy thì chắc chắn là loan đang hiện hồn về tìm cách để mà báo thù càng nghĩ hắn càng cảm thấy sợ rồi ôm chặt lấy ngân mà chấn an được rồi đó chỉ là cơn ác mộng mà thôi nó qua rồi em em hãy ngủ tiếp đi. Nào, để anh ôm nào. Cả đêm hôm đó, Phong không tài nào nhắm mắt được. Bởi cứ nhắm mắt, hình ảnh của Loan nhầy nhụa máu me cứ ẩn hiện trong đầu của hắn. Rồi cứ thế, cho đến lúc mệt lử đi, hắn mới thôi bị ám ảnh. Cho đến trưa ngày hôm sau, khi đi làm về hắn đi qua phòng của con gái thì nghe thấy bé Nhi đang nói chuyện với một người nào đó. Người đó dạy bé Nhi đọc và hát cả hai người cười nói chuyện với nhau rất vui vẻ khuấy động cả căn phòng nhỏ phòng bỗng trột dạ mỉm cười vì nghĩ rằng người đang chơi đùa cùng bé nhi chính là ngân nhân tình của gã lúc định quay đầu đi thì hắn chợt nhận ra có một điều gì đó kỳ lạ hắn lầm bầm nghĩ thầm ngân vừa mở cửa cho hắn thì không thể nào vào đây nhanh như thế được phòng hốt hoảng vội gõ cửa liên tục sau khi hắn gõ cửa tiếng cười nói bên trong cũng đã dứt phong vội đẩy cửa vào bên trong thì phát hiện ra bé nhi đang ngồi ở trên giường một mình với đống đồ chơi hỗn độn xung quanh phong như không thể tin vào mắt của mình vì không thấy ai khác nữa hắn nhìn xung quanh một lượt rồi lao tới đỡ ôm lấy nhi nhẹ nhàng rồi hỏi nhi con con vừa nói chuyện với ai vậy bé nhi không nói gì chỉ lắc đầu biết con gái có chuyện giấu mình hắn vỗ về hỏi lại nhưng đáp lại bé nhi vẫn chỉ lắc đầu rồi tiếp tục chăm chú vào đống đồ chơi riêng phong mặc dù bé nhi không có nói gì nhưng trong thâm tâm của hắn cũng đã đoán ra người ban nãy nói chuyện với nhi chính là loan mẹ của cô bé hắn chỉ muốn hỏi để chắc chắn rằng điều mà hắn nghĩ là đúng vừa lúc này ngân bước vào trên tay của cô ta là một bát cháo gà mua sẵn cô nói đồ em chuẩn bị sẵn ở bên ngoài cho anh rồi anh mau ăn đi cả nguội. Còn bé Nhi thì cứ để đó, em sẽ bón cho nó. Phong thấy vậy, tâm trạng cũng đỡ hơn mấy phần. Bởi hôm nay hắn mệt, được hôm về sớm mà lại thấy Ngân chăm sóc con gái như vậy thì hắn cảm thấy rất vui. Thế nhưng, hắn không biết rằng khi hắn vừa quay ra, thái độ của Ngân đối với bé Nhi liền thay đổi 180 độ. Căn phòng vừa đóng lại, cô ta đã chỉ thẳng tay vào mặt của bé Nhi rồi khẽ quát. Tự ăn đi, còn nhìn cái gì nữa mày mà không ăn nhanh thì mày đừng có trách tao bé nhi dường như đã quen với điều này bởi ngày nào ngân cũng đối xử tồi tệ với bé như vậy khi bé nhi làm rơi cháo xuống giường ngân không có một chút suy nghĩ liền đánh vào miệng của bé nhi gằn giọng mày ăn cái kiểu gì thế có muốn tao cho mày nát cái miệng này luôn không nào cô ta vẫn như vậy đối xử với bé ngân như mọi ngày mà chẳng hay rằng ban hồn của loan vẫn còn đang vất vưởng ở trong căn nhà này và đang dần dần luân hồi chuyển kiếp và chính sự đối xử tệ hại của cô ta đối với bé nhi đã đánh thức linh hồn của loan sau khi bé nhi đã bị đánh đột nhiên cánh cửa sổ tự mở ra rồi có một cơn gió lạ tràn vào khiến cho tất cả những đồ vật bên trong căn phòng bay lên vụt thẳng vào người của ngân một cách kinh khủng hòa trong gió là những tiếng gầm gừ sắc lạnh kế đó một giọng nói gai người văng vẳng vang lên mày dám đánh con tao mày dám đánh con tao tao sẽ giết mày tao sẽ giết mày tao sẽ giết hết lũ chúng mày ngân nghe thấy vậy thì vừa sợ hãi vừa đau đớn hét lên ma Mà... Má, con má, cứu tôi với. Anh Phong, anh Phong cứu em với. Phong đang dùng cơm ở phòng khách. Nghe thất thanh tiếng của Ngân, liền đã vội vã chạy vào. Hắn nhìn thấy cảnh Ngân đang nằm hai tay ôm đầu phục dưới đất. Vẻ rất sợ hãi. Hắn đoán ngay chính là do Loan làm. Phong biết rằng oan hồn của Loan vẫn còn ở đâu đó trong căn nhà này và có thể là làm hại Ngân bất cứ lúc nào. Nên hắn đã đưa cả Ngân lẫn bé Nhi đến chỗ khác rồi dặn dò cho ngân đợi hắn quay về còn phong hắn đã đi tìm một thầy pháp thuê ông ta đi bắt lấy oan hồn của loan cả hai cùng ngồi trong căn phòng thầy pháp hỏi cậu tới tìm ta có việc gì không phong nhích lại gần rồi khẽ đáp dạ thưa thầy chuyện là cách đây không lâu vợ con không may bị tai nạn không có qua khỏi được dẫu biết đó là chuyện buồn nhưng phận con còn có con gái nhỏ nên con muốn kiếm một người khác để về thay cô ấy chăm sóc con gái Nào ngờ cô ấy cứ hiện về phản đối Còn dù con nói như thế nào Thì cô ấy vẫn không có chịu Một mực đòi giết người vợ mới của con Giờ con mong thầy giúp cho con cầu độ siêu thoát cho cô ấy Để cho cô ấy sớm được yên nghỉ Mà không vướng bận đến chuyện dương gian nữa Ông thầy nghe xong thì gật gù Ông ta cũng không hề biết chuyện tên Phong Vừa nói là thật hay giả chỉ thấy đôi mắt của ông ta nhìn ráo rác xung quanh. Bàn tay thì vuốt tròm dâu như đang chờ đợi một điều gì đó. Phong như hiểu ý, vội vã rút một chiếc phong bì ở bên trong túi ra, nhét một cách cẩn thận và kín đáo vào túi của ông thầy, rồi nhẹ nhàng nói tiếp. dạ, mong thầy giúp con lần này ạ. Ông thầy cười lên cái vẻ khoái chí <laughs> Được, chuyện yểm bùa bắt ma, siêu độ là sở trường của ta mà hôm nay coi như là cậu đã may mắn tìm đúng người rồi đấy cứ chọn ngày đi ta sẽ tới giúp cậu sau phong không chút chần chừ đáp luôn dạ ngay hôm nay luôn đi ạ à. con muốn là ngay hôm nay luôn ạ à. ông thầy tròn mắt nhìn và tỏ vẻ ngạc nhiên ừ, hôm nay à sao cậu lại có vẻ gấp gáp như vậy chứ phong tiếp lời dạ vì chuyện này không thể trì hoãn thêm được nữa nếu tiếp tục kéo dài thì người thân của con sẽ gặp nguy hiểm ạ. À. Ông thầy cau mày lại rồi vội đưa tay lên bấm độn. Một lúc sau thì nói. Ừm. Um, nếu như vậy thì ta sẽ chiều theo ý của cậu Nhưng mà cậu phải nên nhớ Giờ đẹp để làm việc với vong linh này trong ngày hôm nay Chỉ có thể là sau 5 giờ chiều Vậy thì cậu hãy nghĩ cho thật kỹ đi Phong như bị thứ gì đó kéo lại bởi không còn ai ngoài hắn biết rõ nơi chôn xác của Loan. Đó là một nơi sâu hun hút ở trong rừng, ban ngày thì còn thấy sợ, huống chi lại là ban đêm. Nhưng rồi hắn thở dài một hơi đáp. con nghĩ kỹ rồi, thầy cứ chuẩn bị đồ nghề đi. Chiều con sẽ qua đây đón thầy." Dứt lời, hắn ta đứng dậy quay ra về. Hơn 4 giờ, đúng như đã hẹn trước, phòng lái xe đến đón ông thầy đó rồi cả hai cùng đi mãi tận tới lúc lâu sau nhận thấy phong vẫn không có chút động thái nào sợ rằng sẽ muộn giờ tốt ông thầy nói với cái giọng đầy thúc giục này cậu còn bao xa nữa thì tới vậy phong cắn môi cái vẻ sốt sắng chẳng kém gì ông thầy hắn đáp thầy chịu khó đợi thêm một đoạn nữa à gần tới nơi rồi cả hai đi qua một khu nghĩa trang cứ những tường phong sẽ dừng lại ở đây nhưng không chiếc xe vẫn không hề hạ ga lần này thì ông thầy cau mày ừ, tại sao cậu không dừng lại vậy phong đạp ga mạnh hơn quay sang nhìn ông thầy mà đáp ừ, thầy cứ bình tĩnh mộ của cô ấy không có ở nghĩa trang này đâu ngày trước vì theo mong muốn của cô ấy nên con đã chôn cô ấy ở tận trong rừng cơ cách chừng đây 10 phút nữa thôi ông thầy nghe xong thì có vẻ bực dọc ừ, vậy thì muộn hỏng hết giờ tốt rồi đến lúc lễ lạt không được như ý thì đừng có bật đổ thừa cho ai hết đấy nha. Sau câu nói của ông thầy, Phong nín bặt và đạp ga mạnh hơn. Lúc chiếc xe của hai người vừa tiến vào bìa rừng thì trời đã bắt đầu nhá nhem. Đèn ô tô cũng đã được bật. Phong lái thêm một đoạn nữa, hắn mới dừng xe, báo cho ông thầy là đã đến nơi. Lúc này mọi thứ dường như đã chìm vào màn đêm. Sâu trong khu rừng ảm đạm, lạnh lẽo, chỉ có Phong và ông thầy co do đứng nhìn mọi thứ dưới cái ánh đèn pha của ô tô. Lúc lâu sau, tiếng quả đã réo lên, khiến cho xung quanh không gian thêm cái phần ma mị và tang thương. Phong nghiến răng tiến tới gốc cây phía trước mặt, nơi ánh đèn ô tô phả thẳng vào. Hắn chỉ tay rồi nói, đây, đây chính là phần mộ của cô ấy đấy ạ. Vừa nói, Phong vừa nhìn lại ông thầy. Lúc này thì ông thầy dường như đã bị nỗi sợ gặm nhấm từ từ. Toàn thân của ông ta toát lên một vẻ gì đó rất sợ hãi. Khuôn mặt thì đờ đẫn như đang đấu tranh với lý trí. Thấy vậy, Phong cũng không rõ hắn đã mời được thầy tốt hay là thầy dởm nữa. Rồi hắn lấy bấu tay của ông ta, rồi lên mạnh. Đây, thầy, thầy có nghe con nói gì không vậy? Ông thầy giật mình, quay sang đáp với cái vẻ bình tĩnh mà đáp. Ờ, ta nghe, ta nghe chứ. Ờ, chỉ, chỉ là ta đang xem tình hình xung quanh mà thôi. Đ được rồi, bây giờ cậu cứ né sang một bên đi. Còn mọi chuyện thì hãy cứ để ta đoạn Vừa nói Ông thầy vừa ra một tấm vải mỏng cỡ lớn rồi trải xuống đất Tấm vải đó đủ để cho ông ta có thể đặt lễ vật Và ngồi phục ở bên trên Đến phần đọc kinh Thì trời bắt đầu nổi gió Gió mạnh tới mức như muốn bật rễ những cây xung quanh đó Ông thầy và Phong lấy làm lạ đánh mắt nhìn xung quanh Lần này trong tiếng gió còn xuất hiện thêm một tiếng cười của một người phụ nữ, tiếng cười chói tai đầy kinh hãi. Rồi từ phía ngôi mộ bóng dáng của một người phụ nữ toàn thân trắng toát đã hiện lên đó chính là oan hồn của loan đôi mắt của cô đỏ ngầu nhìn phong và ông thầy như muốn ăn tươi nuốt sống cô chỉ tay cười lên man dại và nói <laughs> lũ chúng mày không đáng sống chúng mày phải chết tất cả tất cả phải chết <laughs> Phong sợ hãi lùi lại Nhìn ông thầy với niềm tin mãnh liệt ấy thế nhưng Ông thầy vì sợ quá Chân tay đã bùn rùn ngã ra Đoạn ông ta lết dậy Vừa chạy chối chết vừa hét lớn Má Má Có mà Có mà Cứu tôi với Cứu tôi với Lúc này Phong mới ngẩn người ra Vì biết hắn đã mời phải thầy giờ Vừa gặp ma đã chạy bạt mạng như vậy Thế nhưng Dù có chạy trước cũng không thể thoát khỏi bàn tay của oan hồn chị Loan bởi cả ông thầy lẫn Phong Đều không biết ngày hôm nay Vừa tròn 49 ngày mà Loan mất Cái ngày mà Loan đã luân hồi Sang kiếp quỷ vong Vì đã mang trong mình quá nhiều sự oán hận Ông thầy chạy chẳng được mấy bước Thì đã bị Loan đẩy ngã Lăn từ đó xuống tận chân núi Sống chết không rõ Còn Phong cũng sợ quá Hắn định chạy vào xe để bỏ trốn Nhưng đã quá muộn Loan đứng ngay trước mặt hắn từ bao giờ Hắn ngã ịch xuống đất Hai tay bất giác đưa lên che đầu rồi gào khóc Là do cô Là do cô Cô đã tự chuốc lấy Tại sao lại cứ phải tìm tôi vậy Tiếng nói gai người của Loan đã cất lên Thứ đàn ông hội bạc Hai lòng Thì đừng mong sống sót quay về <laughs> Kèm theo tiếng cười văng vẳng Loan hòa mình vào làn gió lớn Như càng nổi giận hơn còn tên Phong sau khi mở mắt ra không còn nhìn thấy Loan đâu nữa Cứ ngỡ rằng hắn đã được tha tội liền cuống cuồng bỏ chạy Thế nhưng hắn không biết rằng Loan giờ đây đã hòa mình vào rừng thiêng Dù hắn có chạy đi đến đâu Thì cũng không thể thoát được khỏi bàn tay của Loan Hắn mừng rỡ khi một tay chạm được vào chiếc cửa xe Đang cuống cuồng mở cửa Thì từ khắp nơi Những nhành cây khẳng khiu đầy gai nhọn xà xuống Cuốn lấy cổ tay Cổ chân của hắn mà kéo lên như con mồi dính phải mạng nhện. Những cái gai nhọn hoắt từ từ đâm vào người khiến cho hắn đau đến tê dại, hét lên vang động cả một khu bìa rừng. Nhưng dừng lại ở đó, tiếng cười của Loan mỗi lúc càng gai người hơn, khiến cho những cành cây đó càng mạnh mẽ kéo căng tên phong đến tột độ. Thân thể của hắn không thể nào thắng được sức mạnh ghê gớm của rừng thiêng mà đã bị xé toạc ra làm nhiều mảnh, máu phun tứ phía, trao lủng lẳng trên những cành cây gai. Còn phía Ngân, dù đã được Phong đưa tới căn nhà nhỏ mà hắn đã thuê trước đó không lâu, nhưng cô ta vẫn cảm thấy bị ám ảnh. Cô ta càng kinh hãi hơn vì giờ trời đã kéo về khuya nhưng vẫn chưa thấy Phong về như đã hứa. Cô ta không biết rằng Phong đã chết, chết dưới tay của mẹ bé Nhi. Cô ta vẫn cứ thẫn thờ ngồi đợi ở cửa để mà chờ Phong về chẳng màng gì đến bé Nhi mặc cho bé Nhi đói. Bé Nhi gọi thì đáp lại. Cô ta vẫn đối xử với bé một cách thô bạo và độc ác. Bé Nhi khóc vì đói. Vì sợ thế nhưng, bỗng ngừng khóc, đứng dậy đi vào bên trong như có ai đó dẫn dụ. Còn Ngân thì vẫn ngồi đó, mong ngóng tên Phong mà chẳng nhận ra những điều kỳ lạ bắt đầu xảy đến căn nhà đó. Cho đến khi điện trong nhà bắt đầu chập chờn theo tiếng gió, cô ta mới sợ hãi, đóng cửa lại quay vào bên trong. Ngân không biết rằng oan hồn của Loan đã vào bên trong từ lúc nào và những điều kỳ dị ấy chính là do Loan đã gây ra. Cô ta vẫn ngây thơ, ngồi chửi rủa điện đóm căn nhà này. Bóng đen càng lúc càng tắt sáng liên tục. Trong cái khung cảnh chập choạng mờ mờ ảo ảo đó, Loan hiện lên trắng toát, làm lạnh cả căn phòng. Loan cười khúc khích, cất giọng nói văng vẳng trong căn phòng. Mày dám đối xử tệ bạc với con tao. Mày dám đối xử tệ bạc với con tao ư? Ừ. Tao sẽ giết mày. Tao sẽ giết mày. <laughs> ngân lúc này mới hoảng hồn nhìn lên, cô ta nhìn trong ngân lúc này mới hoảng hồn nhìn lên, dưới ánh đèn nhập nhoạng cô ta nhìn thấy Loan, khắp người gì đầy máu me trừng trừng mắt nhìn. Ngân chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều gào thét rồi bỏ chạy trong vô vọng nhưng cô ta đâu có biết rằng cô ta có chạy đến đâu thì loan vẫn tìm được cho dù cô ta có trốn kỹ cỡ nào loan cũng hiện ngay trước mắt mà hù cho cô ta đến mức mất đi cả lý trí trong lúc hoảng loạn ngân vô tình vấp ngã rồi ngất ngay tại chỗ vài ngày hôm sau người ta phát hiện ra điều kỳ lạ của căn nhà này và phá cửa sông vào khi vào tới nơi người ta nhìn thấy một người phụ nữ với bộ dạng lôi thôi lách thếch người co cụm dưới chiếc bàn như đang trốn người phụ nữ đó không ai khác chính là ngân khuôn mặt của cô ta trở nên thẫn thờ sau một đêm đôi mắt vô hồn nhìn ngây dại như một đứa trẻ sau khi tiếp xúc người ta mới biết rằng ngân đã hóa điền có lẽ vì cô ta đã quá sợ trước oan hồn của loan nhưng chẳng ai biết được chuyện đó người ta chỉ nghĩ rằng ngân đã bị như thế từ lâu nên đã đưa cô ta đến bệnh viện tâm thần để chữa trị ngoài ra họ còn phát hiện ra một người khác đó chính là bé nhi bé nhi ngây thơ trong sáng ai cũng thấy thương nhưng vì hoàn cảnh nên chẳng ai dám nhận nuôi bé nhi cuối cùng người ta bàn bạc đưa bé nhi đến cô nhi viện mong rằng bé sẽ tìm được một cuộc sống tốt đẹp ở nơi đó vừa tới cô nhi viện chưa được bao lâu bé nhi đã khiến cho tất cả mọi người phải sửng sốt bởi sự kỳ lạ của bản thân bề ngoài nhìn đáng yêu thân thiện bao nhiêu thì bên trong cô bé lại sống khép kín bấy nhiêu chẳng ai rõ tự bao giờ chỉ biết rằng khi chuyển tới đây bé nhi đã như vậy rồi hàng ngày những cô sơ bà sơ ở đây không chỉ đơn thuần chăm sóc nhi và những đứa trẻ khác mà còn thay phiên nhau dạy chúng học chơi cùng chúng riêng đối với bé nhi là cả một vấn đề cô bé không hề muốn tiếp xúc với người lạ cũng chẳng chơi cùng đám bạn cùng trang lứa cô bé chỉ thích ngồi một mình ở góc nhà nhìn xa xăm về hướng cửa sổ như đang chờ đợi điều gì đó đến cả việc ăn cô bé cũng chẳng hề tự thân như những đứa trẻ khác buộc lòng những người trông trẻ phải thay nhau bón cho cô bé lâu dần ai cũng cảm thấy khó chịu đối với cô bé nhi một lần một cô sơ đang dạy cho lũ trẻ hát thì bé Nhi chẳng nói chẳng rằng, đứng dậy đi ra phía ngoài như một người mộng du. Cô sơ đó thấy lạ, nhưng cũng đã nhẹ giọng hỏi: "Nhi, con đi đâu vậy hả Nhi?" Mặc dù đã nhỏ nhẹ hỏi, nhưng cô bé vẫn không có nói gì mà tiếp tục đi ra bên ngoài, không có một chút quan tâm. Vốn đã quen với những sự kỳ lạ của bé Nhi, nhưng thấy cảnh đó, cô sơ đó không nén nổi bực tức mà chửi thầm. Đúng là đứa trẻ thần kinh, khó bảo. Thôi thì kệ cha mày. Bóng của Nhi khuất sau cửa lớp, thì bỗng nhiên có một cơn gió nổi lên bất chợt cuốn theo vô vàn cát bụi sọc thẳng vào trong lớp. Lớp cát bụi bay mù mịt, đến nỗi chẳng còn thấy rõ những người ở bên trong nữa. Một chốc sau, cơn gió đã đi qua, cô sơ đó gục xuống như muốn ngạt thở. Người đó không hề biết rõ nguyên nhân chuyện gì vừa đã xảy ra, và tại sao lại có một cơn gió kỳ lạ như vậy càng kỳ lạ hơn dường như lũ trẻ ở bên trong không hề bị ảnh hưởng bởi cơn gió đó tất thầy đều ngây thơ cười ồ lên khi thấy cái cảnh tượng vừa xảy ra từ hôm cô bé đi ra khỏi lớp đến nay thì lúc quay vào hình như đã có chút thay đổi cô bé bắt đầu chơi cùng những đứa trẻ khác thế nhưng với sự kỳ lạ ngay từ đầu đến đây nên ai cũng nhìn bé nhi với ánh mắt kỳ lạ mặc dù cô bé cũng đã đôi chút thay đổi đôi lần đám bạn vẫn ỉ đông ăn hiếp cô bé, mặc cho cô bé chẳng làm gì sai. Đến một hôm, khi bé Nhi đang ngồi chơi ở bên đống đồ chơi cùng đám bạn, thì bất ngờ xảy ra tranh giành. Mấy đứa nhỏ khác đều thích con bé búp bê trên tay cô bé Nhi và muốn lấy nó. Chúng chạy tới mỗi đứa một tay, giành giật với bé Nhi. Đang giằng co, thì mấy đứa kia bỗng mặt tái mét. Há hốc mồm nhìn thứ gì đó ở phía sau cô bé Nhi Rồi cả đám ngã ụt ra hét lên như bị ai đó đánh. Cả đám khóc ré lên, mắt luôn nhìn về phía của bé Nhi. Chính xác là phía bé Nhi với vẻ rất sợ hãi. Lúc đó, một cô sơ hốt hoảng chạy tới, thấy sự việc liền nghi oan cho cô bé Nhi là do Nhi đã làm. Cô sơ đó đã đỡ đám nhỏ kia lên, rồi trừng mắt nhìn bé Nhi quát lớn. Hừ, cái đứa bé hư hỏng này, tại sao mày không thể hòa hợp với bạn bè của mày như vậy chứ? Có muốn tao đuổi cổ mày ra khỏi chỗ này hay không? hả bé nhi không nói gì cúi đầu rưng rưng nước mắt vì sợ hãi cô bé hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt cô sơ đó lại tiếp tục chửi còn khóc gì nữa có đến ngay đi không thì bảo nào ngay lập tức đống đồ chơi ở dưới sàn nhà bay lên vụt thẳng vào người cô sơ đó cô ta đau đớn ôm lấy khuôn mặt liếc nhìn xung quanh như không thể tin vào đôi mắt của mình chưa dừng lại ở đó cô ta còn nghe văng vẳng có một giọng nói rất gai lẫn lộn trong tiếng ồn dám chửi con tao mày dám chửi con tao à tao giết hết đám chúng mày lúc này cô sơ mới thần người ra vẻ như đã phát hiện ra điều gì đó rồi đứng bật dậy vừa chạy vừa hét có ma có ma trong này có ma cứu tôi với sau cái ngày đó mọi người ở trong cô nhi viện bắt đầu dị nghị người ta đồn tai nhau rằng cô bé nhi là một tiểu phù thủy có thể hô mưa gọi gió hay đại loại là cô bé nhi không thể đụng tới được nhưng chẳng ai biết rằng bé nhi chỉ là một đứa trẻ bình thường vì không còn tình thương chăm sóc từ bố mẹ nên cô bé mới trở nên quái dị như vậy còn thế lực siêu nhiên đang bảo vệ cô bé thì chẳng ai khác đó chính là chị loan mẹ của bé nhi ở trại cô nhi này người ta sẽ không ngừng tìm kiếm người tốt tới để nhận nuôi các bé một là để đỡ đi kinh phí của cô nhi viện phần khác cũng mong những đứa trẻ ở đây sẽ có cho mình một tương lai tốt hơn không lâu sau người ở đây tìm được một người muốn nhận nuôi một trong số các bé ở đây một điều khá đặc biệt khi nhìn người đó người ta thấy rằng cô còn rất trẻ và rất xinh đẹp thế nhưng chẳng hiểu ai rõ vì sao cô lại muốn nhận nuôi một trong số đứa trẻ ở đây Tìm hiểu tới thì mới biết cô gái đó tên là Nhung. Cô vừa mới bước sang tuổi 23 và đang sống cùng với bạn trai tên là Hùng. Lý do cô muốn nhận nuôi trẻ con ở đây là vì ngày trước cô cũng mang thai nhưng đã bị tên bạn trai ép phá thai nên từ lâu cô đã mất đi hoàn toàn khả năng mang thai. Đã thế, tên Hùng còn nghiện ngập nên thường dày vỏ cô. Mặc dù vậy cô vẫn chưa thể dứt ra khỏi hắn vì hắn vẫn nắm giữ rất nhiều thứ liên quan đến một thời của cả hai cùng mặn nồng. Đau buồn khi mất đi đứa con trong bụng, Nhung hoàn toàn không còn tin tưởng vào ai cả, chỉ muốn nhận nuôi một đứa bé, chăm bẵm nó thật tốt để chuộc lại những lỗi lầm trong quá khứ. Vừa đến cô nhi viện, các cô sơ ở đây đã chào đón rất nồng nhiệt. Sau khi bàn bạc, họ đã giới thiệu bé Nhi cho Nhung. Thế nhưng, về những chuyện kỳ lạ xảy ra xung quanh bé nhi thì chẳng ai nói gì khi vừa gặp bé nhi nhung đã thấy rất thương cô bé vẻ bề ngoài đáng yêu nhung cảm nhận được từ sâu trong đôi mắt của bé có một chút gì đó đau thương hơn những đứa trẻ khác và ngay sau khi nghe cô sơ nói về hoàn cảnh của bé nhi nhung đã không nghĩ ngợi thêm một chút nào nữa mà quyết định sẽ nhận nuôi bé nhi cô muốn rằng những ngày tháng sau này sẽ chăm sóc nhi như là con ruột và bù đắp những thiếu thốn đau thương mà nhi đã từng trải qua khác với nhung bé nhi sau khi nghe tin cũng chẳng vui lên chút nào cô bé vẫn như vậy vẫn tỏ vẻ thờ ơ chẳng mấy quan tâm đến nhung và những chuyện xung quanh ban đầu nhung vẻ rất sửng sốt với thái độ của bé nhi nhưng lâu dần nhung càng cảm thấy thương bé nhi hơn bởi cô thấu hiểu được cái cảm giác của một đứa trẻ khi không có tình thương của mẹ lẫn cha cô biết được rằng có lẽ những chuyện quá khứ đã khiến cho bé nhi bị tổn thương rất nhiều nên bây giờ cô bé mới bất cần như vậy cô quyết định sẽ dùng tình thương và thời gian để sửa ấm lại con tim của nhi và sẽ khiến cho nhi trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn thế rồi nhung đón bé nhi cùng về nhà một hôm khi đang dạy bé nhi học thì tiếng cửa bỗng vang lên Dung bất giác đứng dậy đi ra mở cửa, nhưng khi cánh cửa vừa hé, cô đã lập tức đóng mạnh cánh cửa trở lại. Cô sợ hãi, lùi lại vò đầu bứt tai với cái vẻ rất hoảng sợ. Lúc này bên ngoài cửa một giọng nói khàn khàn cất lên: Dung ơi, mở cửa đi. Thì ra đó chính là Hùng, tên bạn trai xấu xa mà cô chưa dứt ra được. Có lẽ cô đã từng bị hắn hành hạ quá nhiều, nên bây giờ vẫn còn thấy sợ. Sau một lúc, cô lấy lại bình tĩnh rồi đáp: "Anh đi đi, tôi không muốn gặp anh nữa, anh là tên khốn nạn." Bên ngoài vẫn cái giọng ấy nhưng có vẻ nhẹ nhàng hơn. "Ê, em đừng nói thế, anh anh đã thay đổi rồi, anh muốn về chung sống cùng với em, anh sẽ bù đắp cho em từ nay cho đến về sau, em mở cửa cho anh vào đi." Nhưng dường như bất động trước những lời nói ngon ngọt của tên hùng, hình như cô gái kia vẫn còn chút tình cảm với hắn vì cô biết rằng hùng không hẳn là người như vậy trước kia gã khá hiền lành và tốt bụng còn rất yêu thương và chiều chuộng cô nhưng từ cái ngày gia đình đã gặp biến cố gã mới lâm vào con đường nghiện ngập rồi đối xử với cô như vậy ngẫm lại cô vẫn luôn tin rằng một ngày nào đó gã sẽ là chính mình không còn xa vào vũng lầy nữa nghĩ đoạn cô lắp bắp anh anh nói thật không tên hùng liền đáp thật chứ lời anh nói hoàn toàn là thật em mau mở cửa cho anh đi nhung vừa nghĩ và nán lại bên cửa chốc sau cô mở cửa ra cánh cửa bỗng ập mạnh vào vì đã bị tên hùng đẩy giây phút đó nhung đã dường như cảm nhận được vẻ dối trá của hùng nhưng mọi chuyện đã quá muộn gã hùng ập vào nhanh như một con sóc rồi đóng sầm cửa lại gã nhìn cô tươi cười với cái vẻ rất man dở sau đó nhung chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều vội chạy lại phía bé Nhi, vì rồi cô bé đưa vào bên trong. Sau đó mới quay trở ra, nhìn tên Hùng mà nói. Anh lừa tôi, quá khứ như vậy chưa đủ hay sao? Anh còn muốn gì ở tôi nữa? Gã Hùng bật cười khà khà, khuôn mặt bắt lên một vẻ rất gian xảo. Hắn suýt miệng, nhìn ngó xung quanh căn nhà rồi nói. Hê 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 hê. anh có muốn gì đâu, nhớ em, nên anh quay về thôi mà. Sao em lại cứ nghĩ như vậy chứ? Hê 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 nhung quay phát người thôi có gì thì anh nói thẳng đi nhìn điệu bộ của anh tôi cũng không mong chờ gì quá nhiều đâu gã hùng bật cười hắn chìa tay ra và nói <laughs> vậy thôi anh không có vòng vo nữa à, anh cần tiền có việc à, hãy đưa chưa nói xong câu thì nhung đã gạt phắt lời đi lại tiền suốt ngày anh tới đây vì tiền ư thử hỏi tôi có tiền đâu mà đưa cho anh nhiều như vậy nữa chứ tôi không có anh hãy đi đi gã hùng hếch môi. <laughs> không có, tôi còn lạ gì cô. Với cô thì có gì ngoài tiền chứ. À, hay là đã có chỗ để dùng rồi. Có phải là để dành cho con bé kia hay không vậy? <laughs> Nhung nghe tên Hùng nhắc tới đến bé Nhi Thì lên quay lại chừng mắt rồi nói Thì sao? Anh muốn làm gì vậy? Gã Hùng giờ khóc giờ cười Như một tên bệnh hoạn Gã gằn giọng nói <laughs> Thì ra là như vậy tao thì chẳng muốn gì từ cái con nhỏ cả nhưng nếu mày không đưa tiền thì đừng có trách tao độc ác <laughs> nhung nghe xong cái vẻ sợ hãi rồi lắp bắp nói anh anh dám ư gã hùng hếch mũi mắt ráo riếc nhìn xung quanh nhung nhìn bộ dạng của gã như vậy thì càng sợ hơn vì cô biết rằng gã bây giờ là một con nghiện việc gì mà gã chẳng dám làm chứ nghĩ đoạn cô chỉ muốn gã biến mất ngay lập tức liền nói anh muốn bao nhiêu vậy? Gã hùng cười gian xảo. <laughs> có thế chứ. Ít <laughs> thôi, 10 triệu là đủ ấy mà. <laughs> Nhung giật mình. 10 triệu? Anh ăn cướp à? Làm sao tôi có số tiền lớn như vậy chứ? Gã hùng cắt lời. Tùy cô thôi. Nhung mặc dù tỏ ra như vậy, nhưng cũng sợ hãi gã lắm. Đoạn cô đành cắn răng rồi đáp. Thôi được, tôi sẽ đưa nhưng đây sẽ là lần cuối cùng và anh không bao giờ được quay lại cái ngôi nhà này nữa gã gật đầu cái vẻ gượng gạo còn nhung cô quay vào bên trong lấy tiền sau khi quay ra gã liền giật số tiền trên tay của cô một cách thô bạo rồi chuồn từ ngày hôm đó mặc dù đã bị ép một số tiền khá lớn nhưng nhung có vẻ thấy yên tâm hơn vì cô tin rằng từ đây gã sẽ không quay lại đây nữa với cô mà nói Số tiền đó cũng đáng để đánh đổi một sự bình yên từ đó về sau cùng với bé Nhi. Từ hôm đó, cô bắt đầu có thời gian để chăm sóc bé Nhi nhiều hơn. Cô dạy cho bé rất nhiều thứ từ ca nhạc, đàn hát cho đến học tập. Thế nhưng, đổi lại thì tình cảm của bé Nhi dành cho cô vẫn như những hôm đầu, vẫn thờ ơ và chẳng mấy quan tâm. Vì vậy mà nhiều lúc ở cùng bé Nhi, nhưng cô vẫn cảm thấy bản thân của cô là cô độc và trống vắng nhưng khi nghĩ lại chuyện quá khứ cô lại càng khao khát có được sự tin tưởng từ bé nhi hơn thế nên càng lúc cô càng để ý chăm chút cho cô bé nhiều hơn và mong rằng một ngày nào đó bé nhi sẽ đón nhận cô như một người mẹ thực thụ lâu dần nhung phát hiện ra rất nhiều điều kỳ lạ đã xảy ra bên trong căn nhà của mình đặc biệt là bé nhi không phải mỗi chuyện cô bé không thích người lạ mà còn rất nhiều chuyện khác có lúc cô nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ đang hát du con có lúc thì lại nghe thấy tiếng nước xả ở trong nhà tắm mặc dù không có ai bên trong cả điển hình là vào một hôm trời mưa gió lúc đó nhung đang từ cửa tiệm bách hóa quay trở về cô vội vã mở cửa đi vào bên trong nhà thì nghe có rất nhiều tiếng động kỳ lạ phát ra từ trong căn nhà của mình cô biết đó không phải là tiếng mưa khi lắng tay nghe thì cô mới bàng hoàng nhận ra những cái tiếng động kỳ lạ đó phát ra từ bên trong phòng của bé Nhi. Ban đầu, cô thấy rất vui, nhưng sau thì lại cảm thấy rất kỳ lạ, bởi lẽ bé Nhi trước nay rất kiệm lời và ít khi hò reo đến như vậy. Đúng chính xác hơn là từ lúc cô bé đón Nhi về nhà cho tới nay, chưa hề thấy bé Nhi cười dù chỉ một lần. Nghĩ đoạn, cô gión rén bước tới căn phòng của bé Nhi, áp sát tai cánh cửa lắng nghe xem là có chuyện gì con nhớ phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ sẽ luôn ở bên con dõi theo bảo vệ con con có nhớ không con biết rồi nhưng mẹ hứa là không được rời xa con không thì con sẽ buồn lắm đấy ở đây chẳng có ai chơi với con cả con gái ngoan mẹ hứa mà từng câu từng chữ mà nhung nghe được từ bên trong căn phòng khiến cho cô không thể nào đứng vững được vì cô biết rằng đó là cuộc trò chuyện giữa một người mẹ và một người con gái nhưng cô không tài nào lý giải được giọng nói của người phụ nữ đó là ai và chuyện gì đang xảy ra bên trong căn phòng vậy cô nín thở chờ đợi thêm một lúc rồi vội vàng đẩy cửa vào bên trong ngạc nhiên thay cô chỉ thấy bé nhi ngồi một mình ở trên giường ngoài ra không hề thấy bất cứ một ai khác nhung nhìn quanh thêm một lần nữa rồi quay lại bé nhi mà hỏi con con vừa nói chuyện với ai vậy hả nhi khuôn mặt của cô bé lộ rõ cái vẻ lúng túng nhưng đáp lại cô bé chỉ lắc đầu mà không nói gì nhung thấy vậy thì liền tiến tới vịn vào hai vai của cô bé rồi thì thầm cô đã nghe hết cả rồi cô chuyện gì thì con hãy nói thật cho cô biết đi đừng làm cô sợ con muốn gì cô cũng sẽ cố gắng mua cho con mà Nhung vừa dùng lời nói và vừa dùng ánh mắt của mình để dỗ dành cô bé, nhưng kết quả bé nhi vẫn cứ như vậy, chẳng nói chẳng răng mà chỉ cúi đầu buồn thiêu. Lúc này Nhung càng hoang mang hơn bởi thái độ của cô bé. Thế nhưng việc cứ tra hỏi như vậy sẽ khiến tâm trạng của bé khó chịu hơn. Nghĩ rồi cô liền bỏ qua rồi thở dài nói tiếp. Thôi được rồi, con đã không muốn nói thì thôi vậy, con nghỉ ngơi đi. Cô ra ngoài chuẩn bị cơm nước cho con nhé. Dứt lời, Nhung quay ra bên ngoài. Ít hôm sau, lúc cô đang lau dọn nhà thì nghe thấy tiếng đập cửa. Cô liền chạy ra, nhòm qua cái lỗ ở trên cửa thì hoảng hốt nhận ra đó chính là gã Hùng. Cô sợ hãi quay vào bên trong, vờ như không có nhà, nhưng tên Hùng đã cất lên. Nhung ơi, mở cửa đi, anh biết là em có bên trong nhà mà. Nhung nán lại, nghĩ ngợi rồi đáp. Chẳng phải anh hứa sẽ không tìm đến tôi nữa hay sao? gã hùng nói. <laughs> thì đúng rồi. nhưng còn một số thứ anh để quên ở đây ờ, nên anh quay lại lấy mà. vậy được. anh nói đi. tôi sẽ lấy cho anh. gã hùng gõ cửa tới tấp hơn rồi tiếp. không tiện lắm. em nên mở cửa cho anh vào thì hơn. Ờ, nếu không thì. <laughs> em biết rồi đấy. nếu không thì sao nào? gã gằn giọng. nếu không thì anh sẽ cho cả thế giới biết chúng ta đã từng mặn nồng như thế nào đến lúc đó thì <laughs> em cũng biết rồi đấy <laughs> nhung tức quá gào lên anh anh đúng là không bằng loài súc vật mà được rồi anh nói đi anh cần bao nhiêu tôi sẽ đưa đà gã hùm cười lên khà khà <laughs> em nghĩ vậy thì anh đâu có cần tiền em chỉ cần em mở cửa chúng ta nói chuyện một lúc thì anh sẽ xóa hết tất cả những chuyện quá khứ <laughs> từ nay sẽ không còn gì để phải em sợ nữa nhung nghe xong thì thấy lạ bởi cô biết chắc chắn gã đến đây không phải vì tiền cũng sẽ là một chuyện khác có lợi cho gã thế nhưng cô cũng muốn xóa hết những thứ mặn đồng mà cả hai đã từng nghĩ đoạn cô mở cửa bất chợt gã hùng lại ập vào như lần trước nhưng lần này có thêm một tên to con khác nữa có vẻ đây cũng là đồng bọn của gã nhung hoang mang lùi lại cô lắp bắp nói anh anh có ý gì vậy người này là ai sao dám vào nhà của tôi gã hùng cười lên man dở rồi gã đáp không anh đâu có ý gì anh chỉ muốn mang tới em một chút cảm giác mới lạ mà thôi rồi gã quay ra nhìn tên to con kia mà nói đấy anh thấy thế nào anh đồng ý thì sẽ là của anh đất đấy gã kia nhìn nhung với cái ánh mắt thèm thuồng chép miệng nói với gã hùng được đấy Coi như là chú biết điều Nhưng mà chú phải lo liệu cái vụ này cho cẩn thận đấy Hiểu chưa Gã hùng cúi đầu cười khép nép Ôi dời, Anh yên tâm Mọi chuyện em đã tính toán cả rồi Anh chỉ việc chén thôi Rồi gã kia chìa tay ra nói thêm Thế anh chốt rồi Thì cho em xin một ít ờ, Chứ em vã lắm rồi <laughs> Gã to con vỗ vai cổ hùng cười khoái chí <laughs> Được Đây của chú đây Biến đi cho anh còn vào việc nào Nói đoạn Gã to con lấy trong túi áo ra một túi nhỏ màu trắng rồi đưa cho Hùng. Hắn vui như là vớ được vàng khi đi khỏi căn nhà của Nhung ngay sau đó. Còn gã kia thì quay lại nhìn Nhung, xoa tay liếm mép, nuốt nước bọt ưng ực rồi thì nhẹ nhàng nói. Um, em đẹp thật đấy, chúng ta làm luôn chứ, nhé. Yeah. <laughs> Nhung sợ tái mặt, cô run rẩy nói. Anh, anh định làm gì tôi vậy? Màu tránh xa tôi ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Nhưng càng nói, gã to con đó lại càng tiến lại gần. Thoát một cái, hắn đã ôm trọn lấy cô, khiến cho cô chẳng thể nào làm gì khác ngoài việc hét to mà cầu cứu. Gã to con đó quá khỏe, chẳng mấy chốc hắn đã bịt miệng cô rồi vác cô vào bên trong. Lần này dù cô có la hét như thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng ai có thể cứu nổi cô. Chẳng mấy chốc cô đã bị khuất phục dưới cái bàn tay thô giáp của gã đó. Gã từ từ cởi hết quần áo của cô, rồi thụ hưởng cái cảm giác đê mê của nhục dục. Nhung kiệt sức, chẳng thể làm gì nổi ngoài cái việc cắn răng mà chịu đựng. Lúc lâu sau, gã cũng chén xong, rồi vội vã mặc quần áo, tẩu thoát như một cơn gió. Lúc này, Nhung nằm trần trụi ở trên giường. Cô đang vất vát chút sức lực để gượng dậy. Thế nhưng, có lẽ sự tủi nhục, đau đớn đã khiến cô nằm bệt ở đó cô khóc trong cái sự cô đơn và im lặng cô chỉ muốn chết đi cho bớt sự đau khổ thế nhưng khi nghĩ đến bé nhi và quãng đời sau này cô đã không thể đành lòng lúc này bé nhi cũng từ ngoài bước vào nhung không muốn bé nhi nhìn thấy cái bộ dạng hiện tại của bản thân liền gắng sức kéo chăn chùm kín người bé nhi mặc dù không biết chuyện gì vừa xảy ra nhưng cô bé cũng thấy buồn khi bắt gặp nhung như vậy cô bé tiến tới nhặt bộ đồ ở dưới sàn rồi đưa cho nhung nhung cảm nhận được sự đồng cảm của cô bé có đôi mắt liền đưa tay nhận lấy bộ quần áo chỉ bằng chút hành động đó thôi nhung dường như đã lấy lại được niềm tin sự hy vọng để mà tiếp tục sống sáng ngày hôm sau từ rất sớm cô nghe rất nhiều tiếng xì xào bàn tán từ bên ngoài lấy làm lạ cô đã dẫn theo bé nhi đi ra bên ngoài xem cô không biết là có chuyện gì ở dưới tầng nhà mà mọi người lại tụ tập đến nhiều đông như vậy xen qua đám đông cô mới biết thì ra là có người chết nhưng sau khi nhìn kỹ thì cô mới bàng hoàng phát hiện ra rằng nạn nhân chính là gã to con ngày hôm qua đã hãm hiếp cô trong lòng của cô bỗng nổi một chút lo sợ Nhưng lại thấy vui hơn là việc quả báo nhãn tiền đến quá nhanh Gã chết một cách rất thê thảm Có lẽ là bị ngã từ trên cao xuống Kỳ lạ hơn là ở bộ phận dưới của gã Đã bị xé nát tươm tành Không có còn nguyên vẹn Thế nhưng chẳng ai biết được vì sao gã lại bị như vậy Cho đến khi camera an ninh Người ta mới biết chính xác là gã đã bị rơi từ tầng 3 xuống nhưng không chết sau đó thì gã cứ ôm lấy phần dưới rồi nhảy tưng từng với một vẻ rất đau đớn nhìn kỹ nhiều người còn phát hiện ra gã như đã bị ma hành chứ không có đơn thuần là một mình gã còn về phần gã hùng từ hôm đó gã lang thang mọi ngõ ngách trong thành phố để xin tiền mua thuốc có lẽ gã cũng đã biết được cách chết của tên kia nên tạm thời không dám quay lại tìm nhung một đêm khi gã vừa tậu được một chiếc túi sách của khách đi đường gã liền chạy đi mua thuốc để hãm cơn thèm thuốc. Vì quá vã, gã ngồi vô tư ở một con hẻm mà chích thuốc luôn. Thuốc vừa ngấm, đôi mắt gã lờ đờ vì phê, cái miệng của gã thì uốn éo, chẳng thể ngậm lại được. Trong cái cơn mơ màng, gã nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ rất xinh đẹp đứng cuối con hẻm. Buột miệng, gã ngọng giọng rồi nói. Này em, mau tới đây với anh. Mau tới đây với anh nào. Cô gái đó vút như một cơn gió. Chẳng mấy chốc đã ngồi kế bên gã hùng. Gã hùng phê thuốc, không biết phân biệt thật hay giả. Trong cái cơn đê mê của mình, gã ôm chầm lấy cô gái đó, sờ mó khắp người, khiến cơn phê của gã như đạt đến tột cùng. Cái cổ của gã cứ gật lên, qua bên này, rồi qua bên kia, hôn hít cô gái đó. Thế nhưng, khuôn mặt của gã bỗng tái nhợt đi, Gã tròn mắt khi nhìn thấy khuôn mặt thực sự của cô gái đó, một khuôn mặt dính đầy máu me, đôi mắt thì rụng rời ra như muốn rơi ra bên ngoài, còn cái lưỡi thì uốn éo, dài ra cần nửa mét đang cuốn lấy cổ của gã. Gã hét lên, toan tỉnh cơn phê rồi bỏ chạy, nhưng không có còn kịp nữa mà cái lưỡi kia đã cuốn lấy cổ gã từ bao giờ. Cái lưỡi đó từ từ kéo gã lại, hai bàn tay với những ngón tay đầy sắc nhọn giơ lên như đang trực chờ gã gã hùng vùng vẫy trong vô vọng rồi chắp tay lại cầu xin rối rít lúc này một giọng nói ma mị vang lên thứ khốn nạn chúng mày tất cả chúng mày đều sẽ phải chết giọng nói dứt hai bàn tay sắc nhọn kia vút xuống nắm lấy của quý của gã rồi bóp mạnh hai tiếng lúc búp đã vang lên báo hiệu sự tiêu tan của quý của gã chưa dừng lại ở đó sau khi bóp nát Bàn tay sắc nhọn đó còn túm lấy phần của quý nát tươm còn lại Mà kéo dài ra cho bằng đứt ra nhiều mảnh thì thôi Gã hùng đau đớn tột độ hét chẳng ra khỏi cổ họng Vì đã bị bóp bởi cái lưỡi Sau cùng gã chết vì đau đớn và ngạt thở Khi người ta phát hiện ra Thì gã chỉ còn là cái xác teo tóp Đang nằm bẹp ở bên một con hẻm nhỏ vắng người Chuyện gã hùng bị quỷ giết Nhung không hề hay biết hàng ngày cô chỉ cầu mong gã đừng có tìm tới nữa để được sống yên bình cùng bé Nhi. Bẵng đi một thời gian trôi qua, cô dần quên đi cái chuyện quá khứ mà luôn được an ủi bởi những niềm vui của hiện tại. kể từ cái ngày hôm cô ta bị tên kia hãm hiếp, tình cảm giữa cô bé và Nhi có chút tiến triển. có lẽ đó là chút tình cảm của sự đồng lòng. nhưng nhung vẫn không hề bỏ cuộc. cô vẫn từng ngày, từng giờ chăm chút cho Nhi và vẫn hy vọng vào một ngày nào đó cô bé nhi sẽ bỏ lớp rào càn của bản thân mà đón nhận lấy tình cảm của cô cho tới vào một đêm khi nhung đang ngủ bỗng cô nghe thấy tiếng lạch cạch ở bên ngoài đoán rằng bé nhi thức giấc nên cô đã liền bật dậy đi ra bên ngoài xem là chuyện gì quả nhiên là bé nhi thật thế nhưng những hành động kỳ lạ của cô bé khiến cho nhung không có dám gọi mà chỉ có dám âm thầm theo dõi xem là chuyện gì mà thôi dưới chút ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài nhung nhìn thấy bé nhi tiến tới chỗ ban thờ rồi lấy một bó hương sau đó rón rén quay lại phòng nhung như dự cảm được chuyện gì đó tiếp tục theo dõi cô bé sau khi đứng quan sát phòng cô lại tiếp tục nghe thấy những lời thủ thỉ của một người mẹ và một người con như những ngày trước không nghĩ ngợi nhiều nhung đã đẩy cửa chạy vào rồi vội vã bật đèn lên lần này thì cô thấy nhi ngồi một mình nhưng trên tay của cô bé là mấy cây nhang vừa đốt vẫn đang cháy nghi ngút tỏa bay nhung liền tiến tới rồi nói còn muốn giấu cô hả nhi tại sao lần này hãy nói cho cô nghe đi đó có phải là mẹ của con không còn nói đi tại sao con lại không nói gì vậy đột nhiên bé nhi bật khóc cô bé khóc thì mọi thứ bên trong căn phòng bỗng rung chuyển nhung sợ hãi lùi lại cô nhìn xung quanh phòng thì thấy bóng dáng của một người phụ nữ đang lơ lửng ở trên không trung nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh đó chính là chị loan mẹ của bé nhi nhung hoảng hồn ngã ngửa ra sau nhưng cô không ngừng nhìn về phía của người phụ nữ kia rồi nước mắt của cô cũng đã tuôn ra rồi cô hét lên từ lâu tôi đã biết cô vẫn luôn theo dõi cô bé tôi vẫn đối xử với nó rất tốt xem nó như là con của mình sinh ra nhưng tại sao cô không thể để cho con bé sống như bình thường được cô đã không còn là người nữa cô không thể ở bên con bé mãi được cô bé còn cuộc sống tương lai nữa cơ mà nhung lết đến giường lấy mấy cây nhang trên tay của bé nhi rồi khấn vừa khấn cô vừa nói tôi xin cô nếu cô thực sự thương con bé thì hãy rời xa con bé đi hãy yên tâm giao phó nó cho tôi chăm sóc tôi sẽ xem nó như con ruột của mình sẽ không thể để cho cô thất vọng về nó đâu tôi xin cô tôi xin cô khuôn mặt của loan bỗng trở lại như cũ và dường như cô đã động lòng với những lời khẩn cầu của nhung cô hướng mắt nhìn nhung rồi quay sang nhìn con gái thêm một lần nữa rồi từ từ biến mất căn phòng trở lại như cũ nhung lúc này nhìn lên thấy người phụ nữ kia đã biến mất cô biết sự chân thành của bản thân có lẽ đã cảm hóa được người mẹ ma kia cô vội lao tới ôm lấy bé nhi khóc thật to trong cái niềm hạnh phúc như vỡ òa sau đêm ngày hôm đó tình cảm của cả hai người bước sang một trang sử mới giữa họ không còn có một rào cản nào mà họ cùng chung sống với nhau thật vui vẻ hạnh phúc cho mãi mãi bền chặt về sau quý khán thính giả vừa lắng nghe dị chuyện cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần sau